Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại cái video tiếp theo của mình. Và ngày hôm nay sẽ lại tiếp tục vào con 68 game bài đánh để ăn non cho anh em xem. Đấy thì tay này sẽ là một mã tài đi. Ngày hôm nay thì mình vừa mới nạp vào 4 triệu anh em ạ. Đấy, tay đầu tiên thì phang luôn 3 triệu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói đến những cái lợi ích và những cái vấn đề khi mà anh em ăn non trên những dòng game tài xỉu online. Đấy, và những cái lợi ích của nó đem lại cho anh em là gì? Và nó đem ra cho anh em những cái ưu điểm, cái nhược điểm như nào thì trong video mình sẽ nói và những cái vấn đề của nó. Bây giờ ví dụ như anh em đang chơi tài xỉu mà nếu như anh em vào nạp vào chơi xanh chín với game luôn, tức là anh em vào anh em chơi một phát là giống như kiểu là anh em nạp vào anh em đánh bình thường ấy, anh em cũng không có mục tiêu ấy, ăn non là người chơi có mục tiêu anh em nhé. Còn ví dụ như anh em đánh đây thì anh em có mục tiêu đấy, thì anh em sẽ như thế nào? Cú luôn tay đầu tiên 54 là cần nặng nữa anh em đấy. Bây giờ anh em có tưởng tượng này, cái tài xỉu này nó như là một cái biển này, cũng như kiểu biển đấy anh em, giống như những là những con biển này. Tức là khi mà anh em ra ngoài biển đấy, anh em cứ để ý cho mình, cái này là do anh em tự tư duy nhé. À, cái tài xỉu anh em cứ xem như là biển này, sẽ có những con cá và những người chơi tiền to thì nó sẽ là những con cá to, và những người chơi tiền bé thì nó sẽ là những người chơi những con cá bé. Và nếu như anh em ăn non đấy, những con cá bé là những con thường xuyên ăn non, còn những con cá to tức là những cái thằng mà leo top leo tủng như là đánh vài chục triệu vài trăm triệu ấy. Đấy là những con cá to, và game thì nó sẽ ưu tiên nó soi những con cá to trước. Chẳng nhẽ bây giờ nó soi con cá bé rồi thả cho con cá to nó sổng anh em, không có đâu anh em, nó sẽ soi những con cá bé trước và sau đó nó sẽ soi những con cá. À, nó sẽ soi những con cá to trước và nó sẽ nhả những con cá bé. Và khi mà anh em đã là những cá bé và anh em đã được nhả rồi ấy, thì chắc chắn anh em chơi xanh chín với game, chắc chắn anh em sẽ là người ăn tiền. Và nếu như anh em biết điểm dừng ấy, những người mà biết điểm dừng thì đấy là những người là biết chơi ăn non. Còn những anh em mà ăn được tiền rồi anh em vẫn vào anh em đánh tiếp ấy, thì đấy là anh em chơi theo kiểu u mê. Đấy, anh em quá tham. Và anh em cứ thử tưởng tượng xem đấy, con cá nào rồi anh em cứ tưởng tượng những người đánh tài xỉu tiền to nhá, là những con cá to, và khi game đã soi rồi chắc chắn tiền bao nhiêu thì cũng hết, tiền bao nhiêu thì cũng hết. Và khi mà ta đã soi hết cái số tiền của những con cá to đấy rồi thì anh em lại những người mà đánh những người được nhả từ những con cá bé thì sẽ thành những con cá to tiếp, và nó tiếp tục nó soi và nó cứ quay vòng như vậy đấy, thì cuối cùng những người đánh tài xỉu là những người thua. Còn vì sao mình mới khuyên anh em ăn non nó như thế? Anh em ăn non ấy, thì lúc anh em ăn được nửa chừng ấy, thì game mới chưa kịp soi thì anh em rút tiền luôn rồi còn đâu nữa mà nó soi tiếp anh em. Đấy, bởi vì nó chỉ ưu tiên nó soi tiền to thôi, chứ anh em đừng có nghĩ rằng nó soi theo tài khoản. Đấy, mình sẽ giải thích luôn cho anh em. Nhiều anh em cứ có cái suy nghĩ rằng là game nó sẽ soi, nó check theo tài khoản. Anh nó check theo tài khoản làm gì anh em? Ưu tiên nó check theo tài khoản làm gì? Ví dụ như anh em đang đánh 10 triệu đi, anh em quay trở về anh em đánh 100 nghìn, thì lại tiếp tục nó đi soi 100 nghìn của anh em à? Không, nó chỉ soi những tiền, bởi vì là em biết một cái hệ thống game ấy, khi mà anh em xuống cược bao nhiêu nó sẽ hiện trên hệ thống của game hết, và nó hiện là người chơi này và đặt cược tài và 100 triệu thì nó sẽ đều thằng đặt tiền to quá soi thằng này luôn, thế cho thằng này chết. Thế những anh em lấy xỉu thì lại ăn đấy, và những con cá mập mình ví dụ những con cá to ấy, thì nó sẽ là đánh bên tài và những con cá bé đánh bên xỉu. Thì đương nhiên những con cá bé bên tài à, những con cá to bên tài thì đương nhiên bị soi bị chết đấy. Còn những con cá bé với xỉu ăn được tiền rồi, anh em nào ăn được tiền rồi anh em rút tiền ra thì anh em coi như là anh em nó thoát khỏi đấy luôn, anh em không 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 liên quan gì nữa. Còn những anh em vẫn vào chơi tiếp thì đương nhiên nó soi tiếp những người đấy, và dần dần những người bé lại lên lên, nó nói chung là nó quay vòng như thế, và cuối cùng những người chơi tài xỉu đều là người thua cả. Còn nếu như anh em biết điểm dừng ấy, anh em ăn non ấy, thì anh em là người thắng được chưa đấy. Và cái tài xỉu nó là như thế, mình cũng chỉ giải thích anh em như thế thôi, giải thích cho anh em về vấn đề ăn non như thế thôi. Còn anh em có muốn ăn non hay không là tùy tùy vào cái tư duy, tùy vào cái nhu cầu của mỗi người. Có người thì chỉ vào ăn non, có người thì vào muốn kiếm nhiều tiền, cái đấy thì mình không 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 biết, cũng như mình không 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 nói quá sâu về vấn đề này. Và nhưng mà mình vẫn khuyên anh em một điều, nếu như anh em xác định có chơi tài xỉu, anh em nên chơi ăn non. Và nếu như anh em ăn non chơi game nào thì sẽ hợp lý nhất, thì đối với mình thì anh em có thể chơi con 68 game bài. Link tải con này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này cho anh em, để anh em có thể tải về anh em cùng vào em chơi anh em nhé. Đấy, tay này thì có khi là làm tay cuối anh em ạ. Khi đánh nút tay này là goodbye luôn này. Nút tay này là goodbye luôn, tay này sẽ vào một mã xỉu. Ok, vào luôn một mã xỉu 1,8 triệu này.
Đấy, nhưng em thấy lúc nãy mình nạp vào 4 triệu đúng không? 4 triệu ngày hôm nay mình đánh thì xem mình ăn no được bao nhiêu. Đấy, đương nhiên là xác định vào đánh là phải 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 lãi được tiền, phải ăn được tiền rồi. Chứ không thể nào vào đánh mà hòa được. Không có hòa, một là thắng hai là thua. Chỉ có như thế thôi. Rồi bú luôn xỉu 10 này, ăn luôn tay cuối nha, bẻ phát gãy luôn. Đang còn một bẻ phát gãy luôn, thế là ăn luôn tay cuối quả xỉu. Đấy, quá là ngon luôn. Có khi là bây giờ thì, cũng nên nghỉ thôi anh em ạ, nghỉ thôi. Vấn đề ăn non hay là vấn đề về những vấn đề về game thì mình cũng đã nói rồi. Nói chung là mình cũng biết được có rất là nhiều anh em hay chơi kiểu đấy. Trước thì mình cũng chơi như thế rồi anh em ạ. Trước thì mình không biết đấy, những đây là những cái lời mình nói, những lời mình nói là những cái điều mà mình đã trải qua rồi, mình đã biết rồi và mình muốn chia sẻ lại cho tất cả những anh em. Đấy, anh em thể biết được anh em né ra. Ví dụ mình đi đằng trước nó anh em đi đằng sau, mình bị té chỗ này thì anh em biết thì chỗ này nó gập ghềnh này, em đi cẩn thận chỗ đấy thì đương nhiên anh em sẽ không bị sao cả. Nên anh em là lợi thế là anh em là những người đi sau và anh em sẽ được dìu dắt. Đấy, anh em cứ yên tâm mà anh em vào em chơi thôi, anh em cứ xem kênh của mình, anh em xem những kinh nghiệm anh tài xỉu để anh em thể chơi kiếm tiền trên bộ môn này nó hợp lý được chưa. Đấy, nếu như tay này đánh tiếp mình sẽ vào một mã tài đấy, nếu như đánh tiếp thì sẽ đánh tài nha, có khi là mình nghỉ thôi nha, bây giờ thì mình nghỉ thôi. À may quá nó bị xỉu, may mà không đánh kép 10 luôn. Bình thường 7 đến 10 ra tài nhưng ngày hôm nay nó bịp một tay kép 10 anh em, may mà không đánh tay này nhá, may mà nghỉ rồi. Nếu không tay này mình cũng mất toi 5 lít rồi, tay này kiểu gì mình cũng đánh 5 lít nhưng mà suy nghĩ lại không đánh nữa anh em. Một đồng cũng là tiền, 1.000 cũng là tiền anh em ạ. Đấy, là có khi là nghỉ thôi anh em nhé. Anh em nào mà muốn chơi kiếm tiền hay là em muốn chơi ăn non trên những dòng game tài xỉu online thì anh em có thể chơi con 68 game bài. Link tải con này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này cho anh em để anh em có thể tải về, anh em cùng vào anh em chơi, anh em kiếm tiền, kiếm lại ngày trước nắp này anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video của mình.